Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu với các bạn gián 4 giữa Khiết Đan Tiểu Tướng, Nguyễn Minh Nhật Quang và Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh trong giải Sơ Mắt diễn ra ngày 24 tháng 5 2020. Mời các bạn xem, gián cờ rất hay. Sau khi hòa nhau trong 3 gián, mỗi bên 1 điểm rưỡi, bước vào gián thứ 4, Khiết Đan Tiểu Tướng được đi tiên, đã chơi thấy trận quen thuộc, quá cung pháo, phó 2 bình 6 và chốt 7 tấn 1, mã 2 tấn 3, mã 8 tấn 7, chốt 7 tấn 1 và xe 9 bình 8, mã 8 tấn 7 và mã 2 tấn 1, những nước cờ rất quen thuộc của hai kỳ thủ khi đụng nhau ở giải cờ chốt, tường 7 tấn 5 và phó 2 bình 3. Quang cũng trói tung lộ bằng cách chơi tường 7 tấn 5. Lập tức Huynh dòm ngó mã 7 bằng nước phó 2 bình 3, nhắm thẳng vào mã yếu của Nguyễn Minh Nhật Quang. Quang đối phó bằng nước mã 7 tấn 8, xe 1 tấn 1. Đến đây có 2 biến và Quang đã chọn biến 2. Xe 1 tấn 1 để thông lộ xe. Lập tức Huynh chơi xe 1 bình 4 tri pháo, sĩ 6 tấn 5. Huynh chơi tiếp pháo 8 tấn 6, phong tỏ xe. Nước cờ rất hay. Đến đây muốn tấn công tiếp thì Quang buộc phải sức lộ xe. Tuy nhiên Quang vẫn thản nhiên chơi chốt 1 tấn 1. Nếu đổi lại chơi biến 2, có nghĩa là xe 1 9 bình 8, diễn biến thế nào mời các bạn xem. Đỏ xe 9 bình 8 và lập tức đen tấn chốt thông lộ mã. Đỏ cũng tấn chốt để thông lộ xe. Xe 4 tấn 4 và pháo 8 bình 7. Đỏ bình pháo vào để né tránh nước chốt 3 tấn 1 để tri bắt mã. Đồng thời xe có thể tạo căng cho mã. Mời các bạn xem tiếp. Mã 1 tấn 2, nước cờ chặn mã, đồng thời dọ nước pháo 3 bình 2 để khống chế xe mã. Đen có chút ưu thế, mời các bạn xem diễn biến chính. Quang chọn biến 1 để khống chế mã biên của Huynh. Ở đây Huynh có 3 biến, nếu chơi tượng 7 tấn 5 và theo biến 1 thì thế trận rất cân bằng. Tuy nhiên nếu chơi theo biến 3, xe 4 tấn 5 diễn biến thế nào mời các bạn xem. Dọ bình xe bắt hai quân, lập tức đỏ chơi pháo 8 bình 7, xe 4 bình 2 và mã 8 tấn 9 tri lại pháo. Lập tức đen chơi pháo 3 bình 6, xe 9 bình 6 và pháo 6 tấn 6 bắt xe. Đỏ buộc phải thối xe và đen chơi xỉ 6 tấn 5 cũng có trung lộ. Đến đây thấy trận của bên đen rất đẹp. Bên đỏ có con mã nhảy qua sông ngoài biên, tuy nhiên rất lẻ loi, không có khả năng tấn công trực diện. Thấy trận bên đây đen nhỉnh hơn một tí. Mời các bạn trở lại diễn biến biến 2 mà Huynh đã chọn. Tới đây Huynh chọn biến 2, pháo 3 bình 6, dọ nước pháo 6 tấn 6 bắt xe. Quang thẳng nhiên chơi chốt 9 tấn 1, chốt 1 tấn 1
và C9 tấn 5. Quang đang nhòm gõ chốt 7 của Win, buộc Win phải bổ tượng. Tượng 7 tấn 5. Pháo 8 bình 9, nước cờ rất hay. Nếu đi theo biến 1 là biến của Lại Lý Win lựa chọn. Mời các bạn xem biến 2 diễn biến thế nào. C4 tấn 1, tạo căng cho mã. Chốt 1 tấn 1 và pháo 6 tấn 2. Đen tấn pháo, giỏ nước, chốt 3 tấn 1, bắt xe và lùi chốt qua sông. Đỏ thông, chốt 1 để thông xe. Đến đây các bạn xem tiếp. C9 tấn 1. Đen chơi tiếp, pháo 6 thôi 1. Hai bên thế trận rất chặt chẽ, rất khó để mà triển khai tấn công. Mời các bạn trở lại diễn biến chính. Win chơi theo biến 1, mời các bạn xem. C4 bình 2 tri mã. Quang pháo 9 tấn 5 và Win chơi pháo 6 bình 1. Quang né tránh bằng nước, mã 8 tấn 7 ăn chốt và Win chơi tiếp. Xe 8 tấn 8 chiếu tướng, sĩ 5 thôi 6, pháo 1 bình 4, giỏ bắt sĩ và sĩ 4 tấn 5. Đến đây hai bên thế cờ rất chặt chẽ, tuy nhiên bên đen đã phong tỏa được xe đỏ. Win chơi tiếp, sĩ 6 tấn 5 củng cố trung lộ. Pháo 6 bình 7, nước cờ nhắm thẳng vào tượng đáy của bên đen. Win lập tức thối xe về phòng ngự. Quang xe 1 thối 1, lập tức Win chơi pháo 8 thối 4 tri xe. Xe 9 thối 3. Đến đây Win đi theo biến 2, có nghĩa là xe 2 bình 3 để ngăn chặn nước tấn công. Mã 7 tấn 6 của bên đỏ. Tuy nhiên nếu đổi lại, hai biến còn lại là biến 1 và biến 3. Mời các bạn xem. Biến 1, mã 7 tấn 6. Xe 1 bình 2 và pháo 8 tấn 4 đè mã. Chốt 3 tấn 1. Đến đây đen không ăn chốt mà lại chơi mã 7 tấn, mã 6 tấn 7 đè mã. Giỏ nước, mã 7 tấn 9 bắt xe và giỏ chiếu. Lập tức đen chơi pháo 7 thôi 1, tri kích pháo. Đen chơi tiếp pháo 4 tấn 6, cản pháo lại. Đỏ sĩ 5 tấn 6, đen pháo 8 thôi 2. Nước cờ công rất hay. Đến đây đen ưu thế. Các bạn nhìn thấy toàn bộ lực lượng của bên đen đã tràn sang phần sân của bên đỏ, ưu thế rất lớn cho bên đen. Mời các bạn xem diễn biến 3. Biến 3, đến đây diễn biến 3 thế nào, mời các bạn xem. Pháo 8 bình 9 bắt xe. Đỏ có hai biến 1, xe 1 bình 2 mời đổi quân và nước. Tượng 3 tấn 1 để cản pháo. Mời các bạn xem biến 2 trước. Xe 1 bình 2, lập tức đen chơi xe 8 tấn 9 ăn xe và mã 3 thối 2. Xe 2 bình 5 ăn hết chốt bên đỏ và ưu thế của bên đen rất lớn. Mời các bạn xem tiếp. Biến 1, tượng 3 tấn 1. Nếu chơi tượng 3 tấn 1
thì Đen có thế công rất mạnh. Mời các bạn xem tiếp. Mã 7 tấn 8. Ở đây đỏ có 2 biến. Nếu chơi theo biến 1, xem 1 bình 2, thì lập tức đỏ chơi pháo 9 tấn 3, ăn tượng và bắt tiếp tượng giữa, dò chiếu. Thì đỏ buộc phải tấn xe cản và pháo 9 bình 7, pháo 7 bình 3. Lúc này thế công bên đỏ ở lộ 7 đã mất không còn, và Đen ung dung chơi xe 2 bình 5 ăn chốt. Ưu thế của bên Đen rất lớn khi đã ăn được tượng và chốt đầu. Mời các bạn xem lại diễn biến 2. Nếu chơi theo diễn biến 2, nghĩa là chốt 1 tấn 1 để bắt chết pháo, thì lập tức Đen chơi mã 8 tấn 7 ăn chốt. Nếu như ham ăn pháo thì Đen sẽ chơi mã 7 tấn 5 ăn tượng. Mã Đen đang bắt 2 xe, dò chiếu hai bên và bắt xe. Đến đây bên đỏ không thể xuất tướng được, xuất tướng sẽ bị xe 4 bình, xe 8 bình 6 chiếu tướng và sát cuộc ngay. Đến đây ưu thế của bên Đen rất lớn khi mã đã ăn được tượng giữa. Mời các bạn xem biến 2 của Lại Ly Huynh. Huynh chơi tiếp xe 2 bình 3, chốt 1 tấn 1, mã 7 tấn 6, chốt 1 tấn 1 và chốt 9 tấn 1, xe 1 tấn 5 ăn chốt. Huynh chơi tiếp mã 6 tấn 5 ăn chốt, bắt mã và bắt pháo, buộc đỏ phải ăn. Huynh chơi tiếp pháo 8 tấn 5 chiếu tướng, sĩ 5 thối 4 và xe 3 bình 5. Đến đây ưu thế của bên Đen rõ ràng, vừa lời chốt đầu vừa có thế công rất mạnh với 2 xe và 1 pháo. Buộc quan phải chơi pháo 7 thối 2. Huynh chơi tiếp xe 5 bình 3, nước cờ đi rất chính xác. Sĩ 6 tấn 5. Tới đây Huynh chơi tiếp theo biến 1. Nếu đổi lại chơi theo biến 2 thì thế công của bên Đen rất mạnh. Mời các bạn xem dưới sự hỗ trợ thêm của con pháo 4, pháo 4 tấn 4, nước cờ rất hay. Đỏ chơi tiếp xe 9 bình 6 và Đen chơi pháo 4 bình 5. Với lượng tấn công rất mạnh, 2 xe và 2 pháo, tổng lực tấn công. Đến đây Đen ưu thế lớn, pháo 7 bình 6, nước cờ bắt buộc. Lập tức Đen chơi xe 3 thối 1. Xe 6 tấn 1 và pháo 5 thối 1. Đến đây đỏ chơi mã 7 tấn 6. Tuy nhiên nếu cưỡng lại chơi theo biến 2 để khống chế xe pháo, thì mời các bạn xem tiếp pháo 8 thối 4 bắt xe, xe 6 bình 5 bắt lại pháo, đồng thời dùng tượng để bắt xe. Đen chơi tiếp pháo 5 tấn 2 chiếu tướng. Lúc này tượng đỏ không thể ăn lên. Nếu ăn tượng lên thì pháo 8 chiếu tướng ăn mất xe biên, buộc đỏ phải ăn xe 5 về và xe 3 thối 2. Đến đây ưu thế của bên Đen rất rõ ràng khi lời được chốt đầu và cả tượng đáy. Mời các bạn xem lại biến 1.
nên nước xe 1:1 là nước đi yếu. Mã 7:6 đen chơi tiếp, xe 3:2 bắt tượng, xe 1:3 tạo căng cho tượng, chốt 5:1. Đến đây đen ưu thế hoàn toàn, các quân tình đi rất mạnh mẽ. Mời các bạn trở lại với miếng chính. Rất tiếc quân đã bỏ ra cơ hội tấn công khi chơi xe 3:2. Nhận thấy lỗ yếu của mình khi pháo đen chưa tấn lên, lập tức quan chơi xe 9:6 khống chế pháo. Pháo 4:2, pháo 7:8 và xe 3:2 mời đổi pháo. Con pháo đỏ của bên quan rất hay, vừa tấn công vừa phòng thủ nên quan không chịu đổi. Những nướng bắt quân cơ bản ở đây, quân chơi theo biến 1, pháo 2:3 để ngăn cận mã. Nếu vội vã chơi theo biến 2, có nghĩa là xe 8:8 để dò sát, thì lập tức bên đen sẽ dính cuộc sát cuộc rất hay của bên đỏ. Mời các bạn xem. Xe 1:4 chiếu tướng và sĩ 5:6. Xe 6:7 phế xe. Đến đây đen không thể ăn xe được, nếu ăn xe sẽ bị xe 1:4 sát cuộc ngay. Buộc tướng lên, chiếu tướng và sát cuộc ngay bằng nước xe 1:1. Cho nên xe 8 quân không thể đi. Mời các bạn xem diễn biến chính. Pháo 2:3 cản mã. Quan chơi tiếp xe 6:6 chặn tường. Tượng 5:7 và xe 1:3. Đến đây đỏ hơi ưu thế. Tuy nhiên bên đen cũng có khả năng phản công. Mời các bạn xem tiếp. Xe 3:2 tri pháo. Pháo 8:7 và xe 2:3. Quan chơi tiếp xe 3:2 bắt pháo. Quân chơi theo biến 2, pháo 3:6 và quan chơi tiếp xe 3:1. Đến đây quân chơi theo biến 1, có nghĩa là pháo 6:5 để bắt tượng giữa. Tuy nhiên nếu đổi lại chơi pháo 6:2 phòng thủ chắc chắn, thì diễn biến thế nào mời các bạn xem. Pháo 6:2 bình pháo 7:8. Lập tức đen chơi xe 8:8 dò sát, sĩ 5:6, xe 8:4 dò sát, pháo 8:6. Con pháo này phòng thủ rất hay. Tới đây nếu đen chơi xe 3:1, lập tức đỏ sẽ chơi sĩ 6:5 mời đổi xe, thì bên đỏ sẽ ưu thế. Nên đen chơi tiếp sĩ 5:4, nước cờ rất hay. Đến đây đỏ có hai biến để đi, một xe 6:1 và xe 3:2 để tri pháo. Mời các bạn xem biến 1 trước.
Nếu xe 6 tấn 1 lập tức đang chơi xe 3 tấn 1, lúc này đỏ không thể về sĩ được, sẽ chết xe đỏ. Tuy nhiên nếu không về sĩ thì sẽ bị sát cuộc ngay. Lập tức đỏ chơi sĩ 6 thôi 5 và đang chơi xe 3 bình 4 chiếu tướng, sĩ 5 thôi 6 và xe 4 thôi 6. Đen lời quân và cả chút đầu, chắc chắn ưu thế sẽ rất lớn, khả năng chiến thắng rất cao. Mời các bạn xem biến 2. Xe 3 bình 2 tri pháo, lập tức đen chơi pháo táo bình 6, bắt pháo đỏ. Đỏ chơi tiếp pháo 6 bình 4 và đen chơi pháo 6 tấn 6. Đến đây bên đỏ không còn nước nào để chống đỡ, đen sẽ đi xe sau pháo 6 bình 5 chiếu tướng. Quyết sĩ và hai xe đen đã áp sát củ cung. Nếu cớ quận chơi tiếp thì cũng không đỡ được. Mời các bạn xem xe 6 tấn 1 và tướng 5 bình 4, mã 7 tấn 8, tướng 4 bình 5, mã 8 thôi 6, tướng 5 bình 4. Đến đây đỏ không còn nước nào chống đỡ nước pháo 6 bình 5 chiếu tướng, cho nên nước đi chính xác của huynh là pháo 6 thôi 2. Mời các bạn xem lại diễn biến pháo 6 bình 5 của huynh. Mời các bạn xem biến 1 và biến diễn biến chính của huynh. Pháo 6 bình 5 lập tức quan chơi mã 7 tấn 8, huynh chơi tiếp pháo 5 tấn 5 chiếu tướng, sĩ 5 thôi 6, tướng 5 bình 6. Huynh xuất tướng để né tránh và quan chơi tiếp xe 3 thối 2. Nước cờ rất chính xác. Đến đây đỏ ưu thế lại. Tuy nhiên huynh lại không nhìn thấy nước sát cuộc của binh của quan, lập tức chơi xe 8 tấn 8 và quan không ngần ngại chơi xe 3 tấn 3 chiếu tướng, tướng 5 tấn 1, mã 8 tấn 6 và xe 3 thối 2 sát cuộc. Các bạn vừa xem xong ván cờ, hai bên chơi đối công rất hay, tranh tiên nhau từng nước, chỉ một nước tiên. Nếu bên đỏ chậm một nước thì đen sẽ chơi xe 8 bình 5 hoặc xe 3 bình 5 sát cuộc, không còn nước nào để chống đỡ. Tuy nhiên quan nhanh hơn một bước khi đã sát cuộc bằng nước mã 8 tấn 6 rất hay. Từ đầu thì xe 8 không thể tấn 8, xe đỏ không chế xe đen rất hay. Ván cờ hai bên chơi đôi công rất hay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.